Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở bãi đất trống bị heo rừng tha đến chết. Trước đó, một người dân ở phường An Lạc, quận Bình Tân phát hiện ra một số con heo rừng nuôi đang tha một cháu bé sơ sinh ở khu vực gần chùa Thiện Hoa. Khi đuổi được đàn heo để giải cứu thì cháu bé đã chết. Nhận được thông tin, công an quận Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ vụ án. Qua khám nghiệm tử thi bước đầu, công an nhận định là sau khi sinh, bé vẫn còn sống. Nguyên nhân cái chết của cháu bé được xác định là do đa chấn thương. Và sự việc những em bé bị bỏ rơi một cách nhẫn tâm, thậm chí là tàn ác như vụ em bé một ngày tuổi bị chôn sống ở Bình Thuận vừa được cứu sống một lần nữa lại cho thấy mức độ báo động của những hành vi vi phạm pháp luật đối với trẻ em. Dư luận đặt câu hỏi là những người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con đến chết thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như thế nào? Sau đây sẽ là cuộc trao đổi của phóng viên Chuyển động 24 giờ với luật sư của Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh. Thưa luật sư, theo các cái quy định pháp luật hiện hành thì cái hành vi bỏ rơi con đến chết thì sẽ phải chịu cái khung hình phạt như thế nào? Theo Bộ luật Hình sự mới 2015 á, thì điều 124 là giết con hoặc là vứt con mới đẻ, thì trong cái khoản 1 người ta có quy định là nếu mà sinh con ra vì tư tưởng lạc hậu á, người mẹ thì vứt bỏ con hoặc là để con cho đến chết á, thì là phải chịu trách nhiệm hình sự. Đó thì cái trong cái khoản 1 á, thì có quy định là từ 6 tháng cho tới 3 năm. Ở góc độ của Hội Bảo vệ quyền trẻ em thì bà thấy rằng trước những cái thông tin là có rất nhiều những vụ việc những em bé bị bỏ rơi, thậm chí là bị chôn sống một cách rất là nhẫn tâm như ở Bình Thuận trong thời gian gần đây, thì điều này nó cảnh báo điều gì? Trẻ em á, là bây giờ được hưởng những cái quyền từ lúc còn thành thai đó, chứ không phải là khi sinh ra. Người mẹ có khi bị những cái tư tưởng lạc hậu, thành ra nghĩ là không có chồng rồi sinh con. Hoặc là những người mẹ mà vì hoàn cảnh kinh tế, hoặc là khi mà khám thai đã lớn rồi người ta không bỏ được, nghĩ là sinh ra rồi bỏ, nó bất bỏ là xong. Đó tức là xong cái nhiệm vụ của mình. Nhưng mà không biết rằng khi đó là tội phạm, tức là không biết là mình phạm tội như vậy là đối với trẻ em là phạm tội. Chính vì cái điều này mà chúng tôi đề nghị là sắp tới đây chúng tôi xin một số bệnh viện cho chúng tôi gửi những cái đường dây nóng, gửi những tờ bướm đường dây nóng và cho Hội Bảo vệ chúng tôi xuống đây tư vấn và tuyên truyền cho người mẹ đã biết là ngoài những cái chỗ mà người mẹ không có con đường để đi bế tắc thì còn có những mái ấm, những cái nhà mở để đón nhận các em, thì bà mẹ không phải lo. Đó tức là khi sinh ra, thí dụ không có điều kiện thì nên gửi mấy em đó và người mẹ được theo đến mấy ấm nhà mở đó để bảo vệ cho đứa trẻ. Vâng, xin cảm ơn luật sư.